Sáng ngày 19 tháng 11, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong cơ sở dữ liệu dùng chung của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an cấp tỉnh, cấp huyện tại các địa phương. Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội dự chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã giới thiệu tổng quan về các chức năng thực hiện quản lý, cấp giấy phép trong phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép trực tuyến, trực tiếp qua dịch vụ bưu chính, thẩm định, xử lý hồ sơ cấp các loại giấy phép, kết nối khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cấp giấy phép, tính phí, lệ phí và thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tra cứu, truy nguyên, xác định nguồn gốc các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, khai thác dữ liệu từ hệ thống phần mềm phục vụ báo cáo, thống kê, tổng hợp số liệu. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ chiến sĩ trực tiếp phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các đơn vị địa phương nhanh chóng nắm bắt, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trong cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đưa công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào nền nếp, thiết thực, hợp lý và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.